Con là Phật tử ở Quảng Ninh, có con trai, cháu rất ngoan và học giỏi, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Bách Khoa. Năm ngoái cháu xin gia đình đi lễ chùa Yên Tử, nhưng không may, khi về thì cháu bị đột tử ngay tại cổng chùa. Như vậy, thưa Thầy, cho con hỏi. Ngày cháu mất, gia đình con cũng đã chiêu hồn, xin cho linh hồn cháu về nhập mộ và để cha mẹ thờ cúng, rồi làm lễ 49 và 100 ngày cho cháu ở chùa làm việc thiện, nhưng không biết linh hồn của cháu liệu có về nhà không, đã được siêu thoát chưa, vì gia đình con không thấy cháu về báo mộng nói gì cả. Với lại con đọc bài viết trong mạng nói những người chết đường, chết chợ thường hay không về nhà, cứ loanh quanh ở đó, chết đói, chết khát, trở thành ma quỷ. Con phải làm thế nào để nhận biết linh hồn con trai của con đã về hay chưa về nhà, chưa được siêu thoát hay đã được siêu thoát? Nếu chưa thì làm thế nào để giúp con trai của con? Từ khi cháu mất cho đến nay, con đã tìm hiểu qua video Phật Pháp, buổi pháp thoại trực tiếp, cũng như qua các bài giảng của Thầy và một số sư trên cả nước, thì biết rằng nghiệp báo con cái đến với vợ chồng con là để đòi nợ. Khi hết nợ thì ra đi. Thầy ơi, nợ gì mà nhiều thế hả Thầy? Cho đến nay, con vẫn chưa hiểu rõ vợ chồng con ở kiếp trước, ở nhiều kiếp trước cho đến kiếp này đã gieo nhân gì mà bị quả báo cốt nhục chia lìa, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau đớn tột cùng. Thầy ơi, điều mà con đau lòng nhất là con thường nghe nói gia đình mà có con chết trẻ là gia đình vô phúc. Và lúc đó con cứ trách tại bạn rủ đi, rồi một số người lại bảo tại vợ chồng con cho cháu đi chơi, do gia tiên nợ tam bảo, vân vân. Điều đó đúng hay là sai? Câu hỏi cũng khá dài. Đây là các vị ở trong phòng thông tin đã lược bớt, không thì phải thành một cái bức tâm thư dài. Ở đây chúng ta thấy là có một Phật tử ở dưới Quảng Ninh, nói là có đứa con trai cháu rất là ngoan, học giỏi, vừa tốt nghiệp xuất sắc ở Đại học Bách Khoa năm ngoái. Cháu về chùa thì cháu về học xong, vừa về nhà thì vừa qua có đi chùa Yên Tử. Nhưng không may khi đi chùa xong về, vừa về xuống dưới, chắc là xuống dưới chân núi, thì bị đột tử và mất ở tại cổng chùa. Đây là cái diễn biến. Diễn biến của cái câu hỏi của Phật tử ở Quảng Ninh này. Thì trước tiên thì cũng xin chia buồn với gia đình Phật tử. Thì đây cũng là một cái sự việc rất là đau lòng. Không chỉ với Phật tử đâu, mà bất cứ nhà ai mà có cái sự việc như vậy xảy ra cũng đều rất đau lòng. Và chính Thầy ngày xưa khi chưa xuất gia, nhìn thấy anh trai của Thầy mất đột tử trước mặt Thầy như thế, Thầy cũng rất đau lòng. Rất đau lòng. Anh thấy anh trai mình lăn lộn trước mặt mình và kêu gào thống thiết trước khi anh mất. Và nói rằng anh trai gọi Thầy mà, với gọi mẹ của Thầy mà nói rằng mẹ ơi con khó chịu lắm. Rồi gọi Thầy mà nói rằng Kiều ơi tao thì tao khó thở lắm. Và anh lăn lộn mấy vòng và anh mất trước mặt Thầy như thế. Rất là đau khổ. Cho nên cái trường hợp này Phật tử nói, không chỉ nhà Phật tử này đau khổ đâu, mà bất cứ nhà ai có người mất trẻ như vậy cũng đau khổ. Hoặc là mất bằng nghiệp này, hoặc mất bằng nghiệp nọ, hoặc mất bằng nghiệp kia. Không chỉ mất trẻ như vậy mà mất già cũng đau khổ các quý vị.
Ví dụ già 70-80 tuổi rồi thì thôi các cụ đi theo quy luật, gọi là sinh lão bệnh tử. Nhưng mà già mà đang vui với con cháu tự nhiên lăn đùng ra mất thì chúng ta thấy cũng là thấy hoảng hốt và thấy là gì? Là đau đớn, nhớ thương và nuối tiếc. Ở đây qua cái diễn biến đấy thì chúng ta thấy rằng Phật tử này nói rằng cháu khi cháu mất như vậy thì gia đình cũng có làm lễ cúng 49 và 100 ngày cho cháu ở chùa, rồi làm những cái việc thiện như là tụng kinh, phóng sinh, tu phúc vân vân. Và ý Phật tử này hỏi rằng là làm như vậy cháu có được siêu thoát hay không, hay là không được siêu thoát. Từ khi cháu mất đến giờ chưa ai nhìn thấy cháu, chẳng ai mơ thấy cháu cả, cũng chẳng thấy cháu báo mộng gì cả, không biết rằng đã được siêu thoát hay là chưa, cho nên không biết thế nào. Theo thầy thì người Phật tử tu tập chúng ta không nên quá nặng nề vào cái việc là mơ thấy người đã mất hay là chưa, không mơ thấy người đã mất. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta ngày nào lên chùa tụng kinh hoặc lên nhà tụng kinh, lên tầng tụng kinh niệm Phật, cũng mong là cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con được thấy con trai của con, xem bây giờ cháu đang ở đâu. Như vậy chúng ta rất dễ ly vào đường tà, rất dễ bị ma quỷ, bọn yêu tinh quỷ mị nó đóng giả là người nhà chúng ta, nó lừa chúng ta dễ như chơi. Và chúng ta bị mắc vào cái rọ lưới của ma dễ như chơi. Chúng ta rồi mà không tỉnh táo, không chỉ mất một đứa con mà còn thậm chí là còn mất cả chính bản tâm của chúng ta cũng mất. Đánh mất chúng ta và chúng ta sai đường lạc lối lúc nào không biết, cứ đi vào con đường tà, chúng ta không biết là mình đang đi vào con đường tà. Cho nên người tu tập của chúng, người tu tập chân chính của Phật giáo chúng ta, chúng ta không có cầu mong là gì, là được thấy cái vong linh đó được siêu hay chưa được siêu, kể cả tụng kinh địa tạng. Chúng ta cứ tụng kinh và đem nhất tâm đem công đức để hồi hướng, tự thấy thì đó mới là thật. Còn mong cầu mà thấy thì đó đến 99% là giả. Tức là gì? Là bị quỷ thần, yêu ma, yêu tinh, quỷ mị nó đóng giả đấy, nó vòi ăn đấy, hoặc là gì nó phá cái đạo tâm của chúng ta đấy. Thế chúng ta hết sức phải tỉnh táo cái này. Người tu hành chân chính không bao giờ đem công đức tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, để cầu nguyện lúc nào cũng mong để cho con được sớm được thấy là cái hương hồn, vong linh của con, của con được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Vậy nếu mà chúng ta thấy được chưa siêu thoát thì chúng ta sao? Chúng ta lại quay lại nghĩ là báng bổ tam bảo, Phật pháp không linh thiêng. Con đã tụng kinh niệm Phật đó, cả bao nhiêu ngày nay, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường bao nhiêu ngày nay, mà con của con vẫn còn ở trong địa ngục, cho nên Phật pháp không linh thiêng. Và chúng ta thì bỏ Phật à? Đó đây, đấy là một chiều hướng. Ma nó có thể phá bằng cách đó. Nó làm như thật đó để chúng ta thấy gì? Người thân của chúng ta vẫn còn ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh ba đường ác ấy. Và chúng ta thì sẽ nói rằng Phật pháp không linh, tụng kinh không màu nhiệm, không có lợi ích gì, và chúng ta bỏ Phật và đi theo ông thầy phù thủy, đồng bóng bói toán rồi các tôn giáo khác mà thôi. Đó chúng ta thấy. Đây là một cái, nếu như chúng ta mong cầu mà thấy nó hiện cho chúng ta thấy là người thân chúng ta băng đọa đường ác như vậy thì chúng ta đau khổ. Chúng ta mất đi cái niềm tin vào tam bảo. Chẳng phải là quá dở hay sao các quý vị? Tại sao tu càng ngày càng tu mà lại càng ngày càng gì ạ? Càng sai đường lạc lối như thế. Hoặc rằng á, cũng là ma quỷ gì, nó hiện lên nó báo cho chúng ta, nó báo giả cho chúng ta là gì? Là được về Tây Phương rồi, hay là được về cõi trời rồi, hay là vân vân gì đó. Mà chúng ta cứ đi mừng khấp khởi và chúng ta, họ bảo chúng ta rồi, thôi con được về Tây Phương rồi, được về cõi trời rồi, mẹ không phải tụng kinh nữa, từ giờ mẹ không phải, hoặc là bố hay là người thân không phải tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho con nữa, con không cần nữa. Và như vậy là chúng ta bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, bỏ tu tập hay sao?
để chúng ta thấy. Cho nên là người tu hành chân chính là mình chỉ có đem công đức tụng kinh chân thật để hồi hướng, đem công đức bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc để chân thật hồi hướng mà thôi. Còn Phật Bồ Tát khai tâm khai trí, khai duyên cho chúng ta được thấy, cho chúng ta được đoàn tụ, được thấy nhau một lần nữa để khởi tín tâm, thấy rồi buông, có thấy rồi cũng buông, không bám chấp vào đó. Thấy khổ hay thấy gì, hay thấy vui á, cũng buông, biết vậy thôi, để chúng ta gì nhất tâm để lại tiếp tục tu tập để hồi hướng. Thấy khổ thì cầu mong cho gì họ sớm thoát khổ, mà thấy họ vui á thì cầu mong cho họ gì được tăng trưởng niềm vui, không quên á người thân còn ở lại Sa Bà này, để nếu như để về Tây Phương rồi, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật rồi á, thì sớm quay lại để giáo hóa độ sinh. Thì đấy mới là cái người tu hành gì chân chính, đem công đức thiện lành để hồi hướng cho những vong linh, những người đã khuất, cho những người thân của chúng ta gì không may mắn đó, đi về với tổ tiên hoặc đi về với thế giới bên kia sớm, ngoài cái sức tưởng tượng và cái lòng mong muốn của chúng ta. Chúng ta biết sinh ra ai cũng mong gì, mong cho con cái của chúng ta thành đạt, trưởng thành và lớn khôn, đã xây dựng gia đình. Nam thì lấy vợ, nữ thì gả chồng, sinh con đẻ cháu, cháu chắt nội ngoại, gia đình để đa yên vui hạnh phúc, ai cũng mong như vậy. Đó là cái lẽ thường tình, cái mong muốn gì ở thế gian chúng ta nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng ai chúng ta cũng mong muốn cái điều đó. Nó không có sai, mong muốn điều đó không có sai, đó là cái điều mong muốn tốt. Nhưng ở đây Phật tử nói rằng từ khi cháu mất đến nay, gia đình cũng có xem rất nhiều cái video Phật Pháp, các buổi giảng pháp thoại trực tuyến của thầy cũng như của một số các sư trên cả nước. Phật tử này biết rằng nghiệp báo của con trai mình này là do cái có thể là do gì cho cháu nó đến đòi nợ xong rồi bây giờ gì ăn nó đến nó đòi nợ, bây giờ vợ chồng con trả hết nợ nó đi, hoặc là nó đến giờ đến để đấy kiểu nói như thế. Thầy giảng hay thường hay nói rồi, Đức Phật trong giảng trong kinh là đến để đòi nợ, đến để trả nợ, đến để báo ân, đến để báo oán ấy mà. Đó, đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán. Phật tử này nó hiểu rồi, nói là nghe thầy giảng cũng nghe một số các sư trên cả nước giảng có biết cái điều đó rồi. Đó. Nhưng mà rồi lại còn gì ạ? Biết rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn nghe câu thứ hai này: thầy ơi, nợ gì mà nhiều thế hả thầy? Biết rồi nhưng mà vẫn phải hỏi rằng: thầy ơi, nợ gì mà nhiều thế hả thầy? Đấy gọi là biết như chưa, như không biết vậy. Biết như không biết, nói là biết nhưng thực sự thì chưa biết cái gì vậy. Nếu đã là Phật tử biết như thế rồi thì không bao giờ hỏi câu đấy nữa. Biết rằng nhân quả báo ứng thì rành rành không sai thì không bao giờ hỏi thầy câu đấy nữa. Trường hợp này thì nghĩ là biết lơ tơ mơ, biết theo cái hiểu của mình thôi, chứ thực sự chưa phải biết đúng theo như lời Phật dạy, biết đúng về về luật nhân quả. Thế nên Phật tử này còn hỏi là: thầy ơi, nợ gì mà nhiều thế hả thầy? Cho đến nay con vẫn chưa hiểu vợ chồng con là nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến nay đã gieo nhân gì mà quả báo cốt nhục chia lìa, kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh, đau đớn vô cùng. Đây là một cái câu gì gọi là oán than, câu than vãn, câu oán trách. Chẳng nói, tuy không nói rõ là than thân trách phận, oán trời trách đất, nhưng mà đại ý cái câu này, cái câu này nó là như thế đấy. Nhân quả không bao giờ sai đâu các quý vị. Chúng ta gieo xuống cái thửa ruộng của mình là hạt lạc, chắc chắn nó sẽ cho chúng ta gì cây lạc, chứ không bao giờ nó cho chúng ta cây ngô, cũng chẳng bao giờ nó cho chúng ta cái cây cỏ gì, cái câu cây cỏ xấu hổ gọi là cây cỏ trinh nữ đó, cũng chẳng bao giờ nó cho chúng ta cây cỏ cụ, cỏ củ đó các quý vị, không bao giờ. Nhân nào quả đấy. Chúng ta gieo xuống cái mảnh đất
của chúng ta, cái hạt hạt mít, thì chắc chắn rằng một thời gian vài tháng sau nó sẽ cho mọc một cây mít con. Nhưng không thể là trong vòng một năm là nó có quả được, mà thậm chí thì nó 3 năm, 5 năm nó mới có quả, ra quả bói. Mà thậm chí 10, 15, 20, 30 năm sau nó mới cho quả nhiều. Đó. Nhưng cũng tương tự, nếu chúng ta trồng vào đó một cái hạt na hoặc vài hạt na, thì khoảng một năm sau thì nó sẽ cho quả thôi, hoặc hơn năm sau là cho quả thôi, chứ không phải đợi đến 3 năm, 5 năm, 10 năm mới có quả. Nếu chúng ta trồng vào đó những cái loại cây quý, cây gỗ quý, thậm chí chúng ta phải trăm năm, thậm chí 200-300 năm chúng ta mới được khai thác. Nhưng cái giá trị của nó thì lại gấp bao nhiêu lần cái cây ngô, cây khoai, cây sắn, hay là cây mít, cây nhâm vòng, cây bưởi ấy, vân vân. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng không hiểu là vì sao mà nợ của vợ chồng nhà con lại nhiều đến thế. Chúng ta muốn biết vì sao mà chúng ta nợ nhiều thế, vì sao mà chúng ta lại cốt nhục chia lìa. Trong Kinh Địa Tạng dạy rồi mà, không, trong phần Kinh Địa Tạng có đấy, rất rõ. Những người vì sao mà cốt nhục chia lìa, đời trước kiếp trước thường hay gì ạ, đốt rừng phá núi, răng lưới bắt chim, kéo vó, rồi răng bẫy đánh bắt cá ở dưới nước, chim ở trên trời, thú ở trong rừng, vân vân, làm cho các loại chúng sinh ấy cốt nhục chia lìa. Chúng ta nghĩ xem, nếu đốt rừng phá núi, không chỉ khiến cho một hai loài chúng sinh cốt nhục chia lìa, mà làm cho vô số chúng sinh cốt nhục chia lìa. Chúng ta chỉ châm một mồi lửa lên gì ạ, làm cho nó cháy rừng thôi các quý vị, khiến biết bao nhiêu vô số những chúng sinh ở trong đó phải bỏ mạng oan khuất. Và cái tội ấy, chúng ta chỉ có một mồi lửa thôi, nhưng gì, nhưng chúng ta phải trả cái báo không biết bao nhiêu đời kiếp mới gì, mới hết được. Tùy vào cái thân mạng của chúng sinh trong cái lần cháy rừng do chúng ta đốt đấy, là nó là bao nhiêu. Tôi chưa nói, có thể gì, Phật tử này chưa tin tưởng vào cái chuyện kiếp trước như thế, tôi nói ngay kiếp này thôi. Từ sinh ra, Phật tử thì nghĩ lại xem cuộc sống của gia đình nhà mình. Từ khi sinh ra cho đến hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm năm nay là năm Bính Tý à? Đó. Cho đến năm nay rồi á, để xem được bao nhiêu ngày gia đình các vị ăn chay. Bao nhiêu ngày các quý vị không liên quan tới cái việc làm tổn thương, làm đoạn mạng và làm cho cốt nhục chia lìa của các chúng sinh gì bỏ mạng vì gia đình các quý vị. Đấy, thầy nói như thế không phải là thầy nguyền rủa, không phải là thầy chửi mắng các vị đâu, mà nói gì để cho vị hiểu rằng nhân nào quả đấy. Chúng ta, chúng sinh chỉ thấy cái nhân của gì, của một đời, chứ chúng ta đâu có biết rằng cái nhân nhiều đời chúng ta đã gieo đâu. Nhưng đây thầy nói thôi, có thể thôi cái nhiều đời thầy tạm gác lại, thầy nói ngay trong cuộc đời này thôi. Từ khi sinh ra, nếu Phật tử này con đã học xong đại học thì ít nhất cũng phải trên 40 tuổi rồi. Vậy hai vợ chồng trên 40 năm nay có dám chắc chắn rằng không sát sinh hại vật, không làm cho biết bao nhiêu loại chúng sinh, trên trời thì chim bay, dưới nước thì cá bơi, trong rừng thì thú chạy. Phật tử này có dám khẳng định là gia đình nhà con chưa làm chia cốt nhục chia lìa của các loại chúng sinh trên không, dưới nước và trên rừng đấy không?
Tôi nghĩ chắc chắn là không. Không dám nói rằng gia đình chúng con không làm cái điều đó. Vì sao? Vì chắc chắn có. Trên dưới 40 năm nay thầy nghĩ chắc chắn có cái điều đó. Chúng ta thử nghĩ xem, Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa Ngài nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đấy, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy khi con chim con nó bị chúng ta bắt và hoặc là mua ăn thịt con gì? Con chim bố, con chim mẹ. Vậy con chim con đó nó có sống được không? Hoặc con chim con nó gì, con còn non, nó chưa bay được, bị người khác bắt, hoặc tự chúng ta bắt, hoặc bị người khác bắt nó đem nó bán và mình mua về thịt để ăn, hoặc thì họ làm thịt họ sẵn ở ngoài chợ chúng ta mua về để ăn. Chúng ta nghĩ xem, con chim bố, con chim mẹ nó có đau buồn không? Có đau buồn. Tôi dám khẳng định với các quý vị 100% là con chim bố, con chim mẹ gì có đau buồn khi nó mất con chim con. Hoặc con chim chồng nó có đau buồn gì khi mất con chim vợ. Hoặc con chim vợ gì nó đau buồn khi nó mất con gì, con chim chồng. Hoặc con chim con rất đau buồn khi mất con chim bố hoặc con chim mẹ. Nhấn đến những loài gì thủy tộc ở dưới nước cũng như thế các quý vị. Từ con tôm, cua, cá ốc cũng tương tự như thế. Hoặc là những con thú ở trên rừng cũng không khác các quý vị. Cho nên Phật tử này hỏi là nợ gì mà nhiều thế hả thầy? Một cái câu hỏi này thôi, chúng ta đã biết là cái sự oán thán và than trách đến gì, đến ngất trời rồi. Nợ gì mà nhiều thế? Các vị có đi hỏi Phật mới biết được. Vì sao? Vì Phật là đấng toàn giác, toàn năng, toàn tài. Sự chứng biết của Ngài là thấu suốt, vô cùng vô tận mới biết được. Còn các vị này hỏi A-la-hán, Thánh Tăng A-la-hán, Thánh Tăng A-la-hán cũng chưa thể trả lời hết được vị cái câu hỏi này. Hỏi Bồ-Tát hàng thập địa trở xuống, các vị Bồ-Tát cũng gì cũng chưa trả lời được minh bạch câu hỏi này. Mà chỉ có chư Phật mới trả lời được cho vị này minh bạch được cái gì, câu hỏi này. Rồi Phật tử này nói này, đau đớn, thật là đau đớn khi cốt nhục chia lìa, kẻ đầu bạc và tiễn người đầu xanh. Rồi còn nói thầy ơi, điều mà con đau lòng nhất ở đây là nghe nói gia đình có người mất trẻ là gia đình vô phúc. Phật tử này quả thật là tôi nghĩ rằng chưa hiểu gì về nhân quả cả. Chưa hiểu một chút nào về nhân quả cả. Gọi là học Phật, gọi là nghe giảng nhưng mà chưa hiểu. Học Phật nhưng chưa thấu, chưa hiểu gì cả. Tôi thử hỏi các Phật tử này này, tôi hỏi Phật tử, tất cả Phật tử chúng ta nhé. Trong tất cả các Phật tử chúng ta, không chỉ Phật tử này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta, ai mà nghe thấy thầy giảng trực tuyến hay là nghe thầy giảng thì nghe thầy giảng sau này thì chẳng được. Hỏi tất cả chúng ta, có nhà ai mà chưa có người mất trẻ chưa? Các vị nghĩ xem, các vị trả lời cho thầy xem, trong tất cả chúng ta đây có nhà ai mà chưa có người mất trẻ chưa? Các vị nghĩ xem. Chưa có người mất trẻ, tại sao trên ban thờ gia đình chúng ta lại có bát hương thờ gì? Tổ cô, tổ cậu. Có thể ngay cái cuộc đời này, anh em huynh đệ trong gia đình chúng ta không có người mất trẻ. Nhưng đời các cụ chúng ta có người mất trẻ không? Rồi đời các kỵ chúng ta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đời về trước, thậm chí nhiều đời về trước nữa, không có người mất trẻ không? Nếu có thì chúng ta vô phúc à? Các cụ chúng ta vô phúc à? Gia đình chúng ta vô phúc à? Dòng họ chúng ta vô phúc à? Không phải. Nếu mà nói rằng á, Phật tử này nghe người ta nói rằng gia đình có người mất trẻ là gia đình vô phúc mà sinh tâm đau khổ, phiền não thì đó là ma chướng đấy. Đó là ma sự đấy. Đó là ma nó đang phá cái đạo hạnh, phá tâm tu, phá đức tin của chúng ta vào giáo lý của Đức Phật đấy.
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một lần Đức Phật đang thuyết pháp ở trong cung vua của Đức Vua Tần Bà Sa La. Bỗng nhiên có một cô gái ôm một đứa con trai chừng mấy tháng tuổi đến khóc lóc thảm thiết và xin Đức Phật là cứu chữa cho đứa con của mình. Bình thường ra thì không phải là cô này biết dám chạy vào đấy đâu. Nhưng ở trong cái làng đấy kìa, có một nhóm Bà La Môn. Thấy là Đức Vua Tần Bà Sa La rất cung kính và tôn trọng Đức Phật. Mặc dù khi đó Đức Phật mới có 30 tuổi, mới thành đạo mà. Mới thành đạo được vài tháng thôi. Thì Tần Bà Sa La được Đức Phật là đến để độ cho, quy y cho mình và độ cho mình, với giống như lời hứa ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia và có tạt qua đất nước đó. Và Đức Phật có hứa là bao giờ thành Phật sẽ quay về để độ cho Tần Bà Sa La theo lời cầu thỉnh của Tần Bà Sa La. Các vị Bà La Môn ở trong cái khu vực đó thấy Tần Bà Sa La thì trước đây sùng kính Bà La Môn, nhưng bây giờ từ khi có Đức Phật Thích Ca một cái là kính trọng Đức Phật Thích Ca hơn. Tất nhiên vẫn không quay lưng lại với Bà La Môn, nhưng mà họ thấy rằng Đức Phật Thích Ca còn trẻ như thế mà được sùng kính hơn, cho nên đã sinh tâm đố kỵ. Vì vậy bây giờ có một cái cô gái ở trong làng có đứa con trai mới mấy tháng tuổi và bị bệnh và chết. Bà La Môn muốn hạ nhục Đức Phật, cho nên nói với cái người mẹ trẻ kia, nói rằng này chị kia, con của chị chết rồi, ở trên đời này chỉ còn có một người là cứu được thôi. Một có duy nhất có một người làm cho người chết sống lại được. Cái cô gái có đứa con đang ôm đứa con mất trên tay kia rất đau khổ, đang rất đau khổ. Nghe các vị Bà La Môn nói như vậy, cô ấy bừng tỉnh và vui mừng, nghĩ rằng con của mình sẽ được cứu chữa. Và liền quỳ xuống hỏi các vị Bà La Môn là ai có thể làm được cái việc đó, ai có thể cải tử hoàn sinh gì cho con trai của tôi. Các vị Bà La Môn bảo rằng hãy đi vào trong hoàng cung, đi thật nhanh vào đó và vượt qua các tầng lớp lính gác và nói rằng cần bạch với Đức Phật và xin Đức Phật là cứu đứa con của tôi. Và cô này nghe thấy như vậy và nhanh chóng vừa đi vừa khóc vừa chạy vào ở tận trong cung, quỳ xuống và xin Đức Phật, nói rằng con của mình đã chết khá lâu rồi, mấy tiếng đồng hồ rồi. Có nơi còn nói là chết được 2-3 ngày rồi cơ. Tức là có cái sách dịch ra còn nói là 2-3 ngày rồi. Nhưng có chỗ thì nói là chết được đã nửa ngày, tức là khoảng mấy tiếng đồng hồ. Đó. Khoảng độ nửa ngày thì khoảng độ 6-7 tiếng đồng hồ gì đó. Thì cô ta bế đứa con đến xin Đức Phật cứu chữa cho. Mọi người thấy như vậy, ai cũng bảo rằng cái cô này tại làm sao mà lại còn điên khùng như thế. Làm gì ở trên đời này có người có thuốc cải tử hoàn sinh và có thể làm cho người chết đến mấy ngày hoặc mấy tiếng đồng hồ rồi sống lại đâu. Chết thật rồi còn đâu, chết lạnh toát hết rồi, chết thâm tím hết rồi. Làm gì có chuyện sống lại được nữa. Chết lâm sàng này còn có thể sống lại, chứ còn chết chứ kiểu kia làm sao sống được. Chết thậm chí hơi hôi nó bốc ra rồi làm sao mà sống lại được nữa. Thâm tím hết rồi. Mọi người thì thấy như vậy kể cả vua Tần Bà Sa La cũng muốn cho quân lính đuổi ra. Đức Phật đã thấy bà mẹ đau khổ quá, ngài muốn hóa độ cho người mẹ. Đứa trẻ thì không thể nào mà cứu sống được nữa, nhưng muốn hóa độ cho người mẹ, khiến cho người mẹ hiểu ra cái giáo lý nhân quả và cái sự vô thường. Nó không từ một ai cả. Vô thường đến không phải là già mới thì mới chết. Không phải có tuổi rồi thì mới bệnh và mới mất. Mà nhân quả thì không phải là gì? Là nó chỉ đến với nhà giàu hay đến với nhà nghèo.
nó đến với tất cả mọi người, giàu nghèo, sang hèn, vua chúa, quan lại, nhân đến gì, những người kẻ làm thuê, làm mướn gì, nhân quả gì, nó cũng đến thật công bằng vậy. Cho nên Đức Phật muốn hóa độ cho người mẹ, vì vậy mà Ngài ôn tồn, Ngài bảo rằng này, này chị kia, Như Lai á, có thể cứu sống con của chị. Nghe nói như vậy á, mặt cô gái thì đang khóc á, nức nở liền là yên lặng không khóc nữa, ngẩng mặt lên nhìn Đức Phật thì với cái vẻ mặt là sung sướng được Đức Phật nhận lời cứu con trai của mình. Cô ấy rất vui, rất hoan hỷ, đang cái chỗ đau cùng tột độ, đau đớn tột cùng tột độ, bây giờ được Đức Phật hứa là gì, là có thể cứu con trai của mình. Cho nên cô ta vui, liền là gì, bỏ lên mấy bước và gì mà xin Đức Phật là xin Ngài cứu con trai của con, Ngài muốn gì cũng được, Ngài bảo con làm cái gì con cũng làm. Đợi cho chị ta nói vài câu cho trấn tĩnh lại một chút, Đức Phật mới ôn tồn bảo là này chị kia, Như Lai không bắt chị làm cho Như Lai nhiều việc đâu, chỉ bảo chị làm cho Như Lai duy nhất có một việc mà thôi. Cái bà mẹ kia mắt sáng lên và nói rằng vâng vâng vâng, bạch Đức Thế Tôn là xin Ngài chỉ dạy, con sẽ đi làm ngay. Ngài bảo con làm bất cứ cái gì con sẽ đi làm ngay. Đức Phật bảo việc làm này cũng nhẹ nhàng thôi, chị hãy đi đến bất cứ nhà nào đó và xin lấy một tí do ở trong cái gia đình đó, nhưng gia đình đó thì phải chưa có người nào mất trẻ, tức là không có ai mất trẻ, gia đình đó không có ai mất trẻ, chưa ai mất trẻ, thì mang cái do đây đến đây, ta sẽ cứu được gì? Cứu được con trai của chị sống lại. Cô ta mừng lắm, nghe Đức Phật nói như vậy cô ta liền là lễ tạ và lui ra và gì, bế con đi ngay, vừa đi vừa nói rằng con ơi, con sắp được sống lại rồi, mẹ sẽ cứu gì, cứu con, chỉ một lát nữa thôi, mẹ sẽ đi đến bất cứ gia đình nào, gõ cửa bất cứ nhà ai để xin cho bằng được một chút do chưa có người mất trẻ, đem đến cho Đức Phật, và Đức Phật sẽ là người cứu con. Ngài hứa như vậy rồi, cho nên không bao lâu nữa con sẽ được sống lại bên mẹ, con là gì, hãy chờ mẹ một chút nữa thôi. Và bà mẹ bế đứa con đó, vừa khóc lúc trước là khóc trên đau khổ, nhưng khóc bây giờ là khóc trong một cái sự vui mừng và hy vọng. Vì sao? Vì bà mẹ trẻ ấy nghĩ rằng đứa con của mình sắp được cứu, cho nên vừa khóc vừa mừng vừa tủi rằng may mắn cuộc đời của mình còn gặp được Đức Phật, và chắc chắn rằng con của mình sẽ được cứu chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi. Và cô ấy vừa khóc vừa chạy đi xin, gõ cửa từng nhà một, gõ cửa từ nhà giàu đến nhà nghèo, gõ cửa đến nhà nào bảo cho xin tí do, người ta sẵn sàng thì bảo vào bếp mà lấy. Nhưng cô ấy bảo là nhưng Đức Phật bảo là cái do của gia đình lại chưa bao giờ có người chết trẻ. Gia đình ai cũng lắc đầu, mà có gia đình thì bảo là nhà tôi mấy năm trước có một đứa cháu chết trẻ. Có người thì bảo rằng nhà tôi vừa vài tháng trước có đứa con gì chết trẻ. Có người thì bảo rằng nhà tôi, cô không thấy gì, trên đầu tôi còn khăn trắng hay sao, tôi vừa đưa cháu của tôi ra mộ chôn gì vừa về tới đây. Có người thì bảo cô ấy rằng, có gia đình bảo cô ấy rằng cô không thấy ở trên ban thờ nhà tôi sao, có ba cái bát hương sao, một cái bát hương thờ thần linh, một cái thờ gia tiên, còn một cái là thờ gì, tổ cô tổ cậu, tức là thờ bà cô ông anh, tức là những người chết trẻ đấy. Gõ cửa khá nhiều gia đình, cô ta đều nghe người ta bảo rằng gia đình nhà tôi cũng có người chết trẻ. Cô ta thấy cái niềm hy vọng của mình nó giảm xuống rất là nhiều, vì đi gõ cửa đến mấy chục nhà rồi thấy nhà nào cũng như vậy,
Và cô ta thì vẫn bế con đi cho đến kiệt sức, đi cho đến đêm, đi cho đến hôm, đi cho đến sáng ngày hôm sau và đi đến 2-3 ngày sau. Cô ta vẫn không tìm được một gia đình nhà nào chưa từng có người chết trẻ. Rồi cô ta lê bước đau khổ đến trước Đức Phật. Bạch Đức Phật rằng việc mà Đức Thế Tôn yêu cầu con làm quả thực sự quá khó. Con đã đi mấy ngày nay gõ cửa không biết bao nhiêu gia đình nhà nào cũng có người chết trẻ. Đức Phật nhân đó gì mới nói về cái sự vô thường, khổ không vô ngã cho bà mẹ trẻ ấy. Và nói rằng, này chị kia, con người chúng ta sinh ra ở trên đời, khi chúng ta vừa mới lọt lòng mẹ đã khổ rồi. Khổ vì sinh. Rồi nếu mà có phúc báo, có thọ mạng thì về già gì? Đã khổ về già. Nhưng khi về già người đó thì khổ về gì? Khổ về bệnh. Mà khi bệnh rồi người đó sẽ khổ về chết. Không có ai tránh khỏi bốn nỗi khổ sinh già bệnh chết đấy. Rồi Đức Phật lại tiếp tục giảng rộng lên về bốn nỗi khổ nữa là gì? Cầu mong mà không được là khổ. Yêu thương phải chia lìa cũng khổ. Oán ghét phải sum họp cũng khổ. Năm ấm gì? Năm ấm không có điều hòa. Thịnh quá thì nó cũng sinh ra gì? Bệnh tật gì? Cũng khổ. Đấy gọi là tám nỗi khổ. Ai ai cũng phải trải qua, hoặc có người trải qua hết cả tám nỗi khổ, có người thì trải qua 1, 2, 3 nỗi khổ. Nhưng tất cả ở thế gian này, nếu chưa phải là bậc tu chứng thánh quả A-la-hán thoát ly sinh tử, chưa phải là bậc chứng tu chứng thánh quả Bích Chi Phật và Thất Địa Bồ Tát trở lên cho đến thành Phật, thì tất cả đều chịu cái sự khổ chi phối ấy. Những nỗi khổ ấy nó chi phối. Đức Phật nói về diệu pháp cho cô ấy nghe, và cô ấy hiểu ra, giác ngộ ra mới biết rằng hóa ra trên đời này không phải là một mình gia đình nhà mình mới có gì, có con chết trẻ, mà gia đình nhà nào cũng có người chết trẻ. Cô ấy hiểu ra, và khi đó cô ấy mới xin quỳ xuống và sám hối Đức Phật, bảo thực sự là gì, con đã đưa ra một cái mệnh đề, một câu hỏi gì quá khó. Nhưng cũng may mà gì, mà Đức Thế Tôn đã khai thị cho con hiểu biết được về cái sự vô thường. Cho nên sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp giáo hóa cho nghe, cô ấy mới đem chôn đứa con của mình. Còn trước đây mấy hôm rồi nhất định không cho chôn, mặc dù đứa con đã gì, đã sanh ứ sanh và trương phình lên rồi, là phát mùi hôi thối rồi, nhưng vẫn không cho chôn. Tình yêu thương của người mẹ mà các quý vị, người mẹ thực sự yêu con á, thương con á, thì như thế đấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật tử này có cái sự đau đớn, âu cũng là cái lẽ thường tình của thế gian. Nhưng mà học Phật rồi chúng ta không được nghĩ suy nghĩ cái kiểu tiêu cực như thế, than thân trách phận như thế. Người học Phật chúng ta phải hiểu được cái lý nhân quả. Đã nói là nghe thầy giảng và nghe rất nhiều các sư giảng trên cả nước rồi á, nghe một số sư trên cả nước giảng rồi đã hiểu về là gọi là nó sinh đến để nó đòi nợ, nó đòi xong rồi nó ra đi rồi á. Nhưng mà cuối cùng thì gì? Lại than thân trách phận như thế. Đi hiểu như thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật tí nào cả. Đó. Cho nên Phật tử này phải xem xét lại cái học Phật của mình. Tất cả đều có nhân có quả hết. Chúng ta mà lại tiếp tục lại đi sai đường lạc lối nữa thì không biết bao giờ chúng ta thoát ra được. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta không biết rằng chúng ta đã mất bao nhiêu đứa con. Và chúng ta đã là những đứa con chúng ta đã bỏ bố mẹ mà ra đi biết bao nhiêu đời kiếp rồi. Nay muốn thoát ly sinh tử, muốn xa rời khổ đau, không có con đường nào khác, đó là hãy chính tâm tu tập.
tức là giữ tâm chân chính để tu tập, đem công đức đó để hồi hướng cho con trai của mình, hồi hướng cho người thân của mình sớm được siêu thoát giác ngộ, và mình cũng gì cũng sẽ đạt được cái tâm an tịnh. Và sau khi xả bỏ báo thân, nếu chúng ta tu theo tịnh độ thì sẽ cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, được như nguyện thì chúng ta mới vĩnh viễn thoát ly cái khổ đau sinh tử ấy. Còn ở trên cuộc đời này chúng ta đừng có mong rằng hết sinh tử khổ đau, không bao giờ có đâu, không bao giờ có. Nó chỉ có nhiều hay có ít, do nhân chúng ta trồng nhân thiện thì cái sự đau khổ chúng ta sẽ ít đi. Nhưng đến khi xả bỏ báo thân chúng ta thì nếu chưa được giải thoát giác ngộ, chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi mà thôi. Kiếp này có phúc có thể được hưởng phúc báo một chút, nhưng kiếp sau chúng ta thì lại đau khổ mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này hãy bình tĩnh, chính tâm trở lại, nghe Phật pháp nhưng mà phải hiểu, đừng có bao giờ than thân trách phận như vậy nữa. Cháu nó không may xấu số thiệt phận để đi rồi, không thể lấy lại được, chắc chắn không bao giờ lấy lại được nữa. Điều quan trọng bây giờ mình tu tập làm sao đó, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm sao đó để hồi hướng cho cháu nó được nhẹ nhàng, sớm được siêu thoát. Chúng ta cũng đừng có nói rằng nghe người ta bảo rằng nếu không cho nó đi chùa thì làm sao nó lại chết như thế. Chúng ta biết trong kinh Nikaya ngày xưa thầy đi học, Đức Phật nói có ba vị tu tiên đều chứng đắc được thần thông. Ba vị này đều biết rằng là mệnh của mình trong ngày ấy, tháng ấy sẽ bị chết. Cả ba người đều phải chết cùng ngày cùng tháng ấy. Và cả ba người đều muốn thoát khỏi, dùng thần thông của mình để thoát khỏi quỷ, thoát khỏi là thần chết. Cho nên một vị trong đúng cái ngày đó, vị này dùng thần thông bay lên trên hư không, nương vào đám mây. Và vị này nghĩ rằng mình bay lên tít ở trên hư không như thế này thì nghiêu đầu ngục tốt, tức là quỷ thần nó không biết, dược xoa la sát nó không biết để bắt mình xuống dưới âm ti. Tức là không phải nó không thể tìm thấy mình để bắt đó. Bay lên tận trên trời cao mà núp vào đám mây, biến thân thì nhỏ lại và gì ạ, nhưng mà con trùng nhỏ để đút vào trong đám mây, những khói bay bụi bay gì bay trong khắp trong không trung như thế. Nhưng ngờ đâu đến đúng cái giờ ấy, ngày ấy rồi, nhưng đến đúng cái giờ là gì, mệnh của mình hết, thì tự nhiên thần không còn mà thông gì cũng mất, và từ trên trời cao xuống và gì, và tan nát thân thể và chết. Còn một vị nghĩ rằng ta sẽ trốn cách gì, dùng thần thông để bổ đôi cái quả núi ra, bể đôi cái quả núi lớn ra và tạo thành đó trong một cái hang động lớn, đi vào đó rồi để ngồi thiền nhập định ở trong đó và hưởng cái sự vui thú khoái lạc ở trong thiền định, khiến cho là quỷ thần và thần chết thì nó không vào được, vì ta đã hóa ra là cái hang động ở giữa trong núi thì là khép kín ở bên ngoài, mà quỷ thần làm sao mà tìm được ta. Rồi vị làm đúng như vậy. Không ngờ rằng khi mà mệnh hết, thần không còn và thông cũng mất, và cái hang núi đó thì nó không phải là cái hang núi nữa, nó ép vào thì vị này bị chết thì chết chẹt, ép vào nát bét ở trong đó, không còn một chút sự xác thân lành lặn nào nữa vậy. Đó vị thứ hai. Còn vị thứ ba nói rằng gì? Sư huynh lớn thì bay lên hư không, sư huynh thứ hai thì hóa thân vào trong hang núi, tức là tách đôi cái núi lớn ra để hóa thân hang động, để chui vào trong đó, để ở trong đó để tránh quỷ thần, tránh thần chết. Còn ta sẽ đi xuống biển cả. Ta sẽ xuống biển cả, ta hóa thành một con cá kình to lớn nhất đại dương, sẽ không có một con cá nào có thể xé xác và ăn thịt được ta nữa. Thế ta hóa làm con cá nhỏ thì còn sợ, những con cá bé, cá lớn hơn nó bắt nó ăn. Ta sẽ hóa thành một con cá lớn nhất ở đại dương. Trong đại dương có vô số những loại thủy tộc, làm sao mà thần chết có thể biết được ta ở dưới đó. Cho nên vì đạo sĩ thứ ba này hóa làm con cá rất lớn ở trong đại dương. Nhưng đến khi bình thường, khi nó chưa đến cái giờ tận nghiệp hết mạng chung, thì con cá lớn thì vẫn bơi tung tăng ở đại dương bao la rộng lớn như thế. Nhưng khi nghiệp hết,
mệnh hết, duyên tận, thần không còn mà thông cũng hết. Vì này thì ngạt thở và từ con cá thì nó bơi tung tăng dưới nước thì vô tư, nhưng mà ngạt thở một cái thì liền là thần không còn mà thông cũng hết, thì nó hiện lại nguyên hình là con người. Và con người thì lại lúc đó ở tận sâu ở dưới đáy đại dương, cho nên nó không kịp để trồi lên mặt nước. Vì vậy mà sặc nước thì uống no nước mà chết, chỉ trong khoảng vài chục giây thôi các quý vị, chúng ta thấy. Cho nên ở đây người học Phật chúng ta phải hiểu rõ được nhân quả là như thế, hiểu rõ được cái sự sinh tử vô thường mau chóng tấn tốc đến với tất cả mọi người, chứ không phải cứ theo quy luật sinh già 70-80 tuổi mới mất đâu. Không phải cái quy luật Đức Phật nói thì nói là sinh già bệnh chết, đã nói là theo cái quy luật vận hành gọi là phổ thông thôi. Còn trong đó có rất nhiều gì ở ngoài nghĩa địa, vừa sinh ra đã mất, 5-7 tuổi mất, 15-20 tuổi mất, vân vân. Đang trong cái lúc công thành danh toại 25-30-40 tuổi thì cũng mất. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây Phật tử này không nên quá dằn vặt mà nghĩ rằng tại vợ chồng nhà mình cho con nó đi lễ chùa, đi chơi mới chết. Đừng có nghe người ta nói những cái lời hàm hồ như thế, những cái lời gọi là cạn cợt như thế, không có cái sự suy nghĩ và cái hiểu biết sâu sắc như thế. Chúng ta biết không? Đó, ở Hà Nội đó, mới cách đây vài tuần về trước, có cái thông tin đó là đi bộ trên vỉa hè đó, đi thể dục buổi sáng đi bộ trên vỉa hè đó các quý vị, cái xe máy này nó lùi và nó đâm vào thì nó đi lùi và nó đâm vào chết đó. Mà vài tháng trước thì phải không, vài tuần, vài tháng trước đó. Chúng ta thấy không? Rồi cách đây 2-3 năm có một trường hợp có cái kiều bào, có cái người nước ngoài đi sang Việt Nam chúng ta để đi du lịch đó. Lúc đi sang đường á thì không sao, sang đường đi lên trên vỉa hè rồi mà còn bị cái xe máy gì nó từ ở đâu nó lao vèo tới một cái, nó tông thẳng vào cô ấy, và cô ấy ngã bật ra và đập cái đầu. Đi bộ mà, cho nên không đội mũ bảo hiểm. Người ta đi bộ trên phố, đi bộ mà, Tây sang Việt Nam hay đi bộ, đi chơi, dạo phố mà. Đó. Đi băng qua đường thì không sao. Lên vỉa hè rồi á, đi được á, phải đến hàng chục mét, 20 mét ở trên vỉa hè rồi. Nhưng một cái xe máy từ đâu lao tới, lao trúng cô ta và cô ấy ngã bật ngửa ra và cái đầu đập xuống dưới đất và trúng một cái viên gạch ở dưới và vỡ đầu và chết, không kịp đi cấp cứu. Rồi cách đây là cũng khoảng độ cuối năm ngoái đó, có một gia đình 3-4 người ở trong nhà đang ngồi ăn cơm, mà nhà mình thì rõ ràng gì nó lại ở cái nó cách xa cái ngã tư đường cơ, nó cách xa đến 4-5 nhà nữa cơ, mà cái nhà mà ở gần ngã tư đường thì nó không đâm vào, mà cái xe cả một cái xe tải lớn nó mất thắng, tức là mất phanh đó, trong miền Nam á, và nó đâm vào là chết 3 người, nhà 4 người chết 3 người, còn 1 người bị thương nặng. Đi viện không biết sau này có khỏi được không, tôi không xem cái tin đó nữa. Nhưng mà 4 người thì chết 3 người. Ở trong nhà đang ăn cơm với nhau, đang xem tivi, người thì xem tivi, người ăn cơm với nhau. Các quý vị thấy an toàn không? An toàn chứ, đúng không? Đang ở trong ngôi nhà của mình mà. Mà ngôi nhà đã khóa cửa ngoài cơ mà. Khóa cả cửa ngoài, khóa cả cửa trong. Vậy mà một chiếc xe tải nó mất phanh, nó lao đấy với tốc độ cao. Nó lao ạ, bung qua cả một gốc cây, bật cả một gốc cây, rồi lao đổ cả cánh cửa ngoài, lao thẳng đổ sập cả cái nhà của vị ấy. Chúng ta thấy không? Khi mà mệnh hết, không chỉ là đi chùa mà đi đâu cũng thế thôi, đi đâu cũng thế. Nhưng ở đây trước khi mất, cháu nó biết đi chùa bên lễ Phật, thì tôi nghĩ rằng đây là cũng là một cái nhân duyên tốt. Chúng ta đừng có nghĩ sợ rằng người ngoài người ta bảo là đi chùa sợ là ăn trộm cái gì của Tam Bảo hay là có nợ gì của Tam Bảo cho nên mới đi chùa mới chết như thế. Không phải. Những người đi chùa mà chết thì các sư ở trong chùa chết, các Phật tử cũng muốn mất ở trong chùa thì như vậy bảo là những người nợ Tam Bảo hết à?
được mất ở trong đất Phật. Đây cũng là một cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng các quý vị. Được mất trước khi đi chùa lễ Phật, biết cái Phật pháp rồi mà về mà mất á, đây là một cái duyên lành, một cái thắng duyên thì đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi các quý vị. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, thà biết đến Phật pháp dù được sống một ngày, sống một ngày rồi chết, chết như vậy tốt hơn. Đó. Chúng ta thấy không? Biết đến Phật pháp, có nhân duyên thả biết đến Phật pháp mà được sống một ngày, sống một ngày thanh thản, sống một ngày biết đến Phật pháp rồi chết á, thì chết như vậy còn sướng hơn. Sướng hơn sao? Dù cho sống trăm năm không biết đến Phật pháp, sống trăm năm vô ích, không bằng gì, không bằng người gì? Không bằng người một ngày biết đến Phật pháp mà họ chết vậy. Người biết đến Phật pháp buổi sáng mà buổi chiều họ mất á, thì sau khi họ mất ra họ được sinh về cõi lành. Còn người sống 100 năm mà không biết đến Phật pháp, không biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, sau khi chết đi mãi mãi trầm luân trong ba nẻo luân hồi, không biết bao giờ cho thoát ra được. Còn người biết đến Phật pháp, đó là họ biết đến Phật pháp mà họ mất á, tức là cái nhân duyên của họ nhiều đời nhiều kiếp họ đã gieo trồng với Tam Bảo, nay họ đến thế giới này, nhưng á, do cái nghiệp báo của họ đời trước kiếp trước, cho nên tuổi thọ mạng của họ chỉ đến đấy là hết thôi. Nhưng mà trước khi mất họ đi đến họ lễ Phật, và họ về họ mất, và mất ngay trong ngày hôm đó. Thì cái nhân lành của họ vừa được lễ Phật đấy, nó vẫn còn ở trong cái tiềm thức, trong cái tàng thức A-lại gia của họ. Cho nên á, người này rất dễ hóa độ, rất dễ được sinh về cõi lành, mà rất dễ được đầu thai thoát hóa về cõi lành. Chứ đừng có nghĩ rằng người ta gì mất ở ngoài đầu đường xó chợ là không được siêu thoát. Không phải, có những trường hợp mất đầu đường xó chợ không, rất khó được siêu thoát và không được siêu thoát. Nhưng cũng có trường hợp mất kiểu đầu đường xó chợ nhưng mà họ lại dễ được siêu thoát. Không phải đầu đường xó chợ nào mất cũng xấu đâu các quý vị. Không phải. Ví dụ trường hợp của Phật tử này, nó có đứa con thì đi lễ Phật, chủ yên tử vừa về tới, xuống cái chân núi vừa về tới cổng chùa thì bị mất. Thì nghĩ rằng cái này chắc là trúng gió, hoặc là mệnh người ta hết rồi, người ta ra đi một cái gì nhẹ nhàng lễ Phật xong rồi đi. Chúng ta là phàm phu tục tử, người trần mắt thịt không biết được. Cái trường hợp này muốn biết thì chỉ có bao giờ chúng ta tu hành thành Bồ Tát, thành Phật, thành Thánh Tăng, A-la-hán mới biết được thôi. Hoặc là chúng ta tu tập mà có công đức Phật, Bồ Tát muốn dùng phương tiện để khai thị chúng ta, các ngài khai tâm, khai trí chúng ta, chỉ bảo chúng ta thấy biết, chứ trong kinh Địa Tạng nói chúng ta mới biết được thôi. Còn mong cầu hàng ngày lên tụng kinh mà mong cầu mà thấy, đấy là giả đấy. 99% là giả các quý vị. Cho nên đừng mong cầu thấy. Chỉ có tụng kinh và nhất tâm hồi hướng mà thôi. Phật tử này thì nên khuyên là, có lời khuyên, tóm lại là có lời khuyên. Phật tử này là nên nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc mà hồi hướng cho con. Không bao giờ lấy lại được nữa. Nỗi đau này không bao giờ lấy lại được nữa. Chi bằng là chúng ta nén nỗi đau thương thành hành động, tu tập và làm các việc thiện để hồi hướng cho con. Mong cho con đã sớm được siêu thoát. Nếu siêu thoát rồi thì được tăng phúc, tăng thọ, được siêu thăng cảnh giới. Mà chưa được siêu thoát thì cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho vong linh của con sớm được siêu thoát. Đó mới là cái người mẹ, người chồng, người bố, người mẹ thương con thật sự thì phải làm được cái điều đó. Chứ đừng có đi hỏi như thế nữa. Hỏi như thế là mình đang kiểu như là than thân trách phận, thậm chí là oán trời trách đất, trách luôn cả Phật Bồ Tát. Tuy không nói ra nhưng mà như vậy là gì, cũng như là mình gián tiếp để than vãn, để trách móc gì đấy. Chứ còn đừng có bao giờ nói rằng con đừng có bao giờ hỏi rằng làm sao mà con lại nhiều tội thế hả thầy? Tội là cho chúng ta làm nhiều đời nhiều kiếp mà. Tôi nói ngay đời này kiếp này rồi, hãy soi lại mình xem.
Nếu mình đã thuần tịnh thuần thiện đó thì sẽ không có cái chuyện này đâu. Nhưng chắc chắn mình chưa được thuần tịnh thuần thiện mới gọi là mẹ con á, bố con á, sinh vào gặp nhau là để, như Đức Phật nói có bốn hạng người đó, sinh vào để báo ân, sinh vào để trả nợ, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, vân vân. Đó, chúng ta thấy. Đấy, cho nên qua đó thì chốt lại cái câu hỏi này, khuyên Phật tử này thôi, đừng có đau buồn quá đáng như thế, mà chúng ta khiến cho các cháu nó cũng khó mà có thể dứt rời cha mẹ để đi đầu thai, đi thoát hóa về cõi lành được. Chúng ta phải là cái người biến đau thương thành hành động, cứng rắn lên để mà làm các việc thiện, đặc biệt là tụng kinh niệm Phật, hồi hướng gì cho các con, cho con nó sớm được đi siêu thoát về cảnh lành. Đấy mới là cái người thương con thật sự. Còn bây giờ cứ đem kể lể và đem phiền não đau khổ như thế không lấy lại được, mà cuối cùng lại khiến cho con nó quyến luyến, qua 49 ngày không đi được, qua 100 ngày không đi được, rồi bây giờ lại càng khó đi nữa thì rất nguy hiểm.